Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 1 tháng 10 có mưa rào và dông, cục bộ mưa to tại các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Đặc biệt khu vực Đông Nam Bộ nguy cơ ngập úng do ảnh hưởng của triều cường. Được biết, tình trạng triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng có những diễn biến phức tạp. Nguyên nhân là do tình trạng san lấp kênh, rạch trong một số thời điểm diễn biến phức tạp làm thu hẹp không gian điều hòa nước. Ngoài ra, tình trạng biến đổi khí hậu làm nước biển dâng, qua đó tăng mực nước hiện hữu tại các tuyến sông lớn cũng gây nên triều cường. Bên cạnh đó, tình trạng khai thác nước ngầm, sụt lún nền đất hiện hữu diễn ra liên tục và ngày càng tăng. Với độ lún tích lũy đến nay ước tính khoảng 100 cm, tốc độ lún hiện nay khoảng 2-5 cm mỗi năm. Bên cạnh đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cũng cảnh báo, trong nhiều giờ tới, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Hà Tĩnh, Phú Yên, Kon Tum, đặc biệt các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Hà Tĩnh, sông Hinh, Đồng Xuân, Sơn Hòa, Phú Yên, Đắk Lê, Kon Plong, Kon Rẫy, Đắk Tô, Sa Thầy, Ia Hát Rai, Kon Tum. Ngoài ra, người dân cũng cần lưu ý trước cảnh báo triều cường ven biển trong Nam Bộ. Cơ quan khí tượng cho biết, trong 24 giờ tới, độ cao sóng trên vùng biển ven bờ Nam Bộ phổ biến từ 0,5 đến 1,5 mét. Mực nước triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,15 mét. Ảnh hưởng của triều cường, các tỉnh Đông Nam Bộ khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng biển, ven sông và vùng ngoài đê bao trong khoảng thời gian sáng sớm từ 2 đến 4 giờ và buổi chiều 14 giờ đến 16 giờ. Làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở Đông Nam Bộ. Còn thời tiết trên biển ngày hôm nay, ngày 1 tháng 10, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to, ngày nắng. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Một số tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh như Trần Xuân Soạn, quận 7, Nguyễn Ngọc Cung, quận 8, Nguyễn Văn Luông, quận 6 bị ngập sâu do triều cường vào chiều tối 29 tháng 9. Ghi nhận điểm giao giữa đường Nguyễn Văn Luông với đường Võ Văn Kiệt và một đoạn ngắn đường Võ Văn Kiệt cạnh cầu Lò Gốm, quận 6 bị ngập sâu, khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Cụ thể, triều cường khiến đường Nguyễn Văn Luông ngập sâu, người dân phải chật vật đi qua đoạn ngập. Bên cạnh đó, nước từ hệ thống cống tràn lên làm ngập một số tuyến hẻm trong đường Nguyễn Văn Luông, phường 10, quận 6. Nước ngập nửa bánh xe khiến phương tiện di chuyển khó khăn. Mực nước rạch Ruột Ngựa dâng cao đến ngang mặt đường Nguyễn Ngọc Cung. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 24 giờ qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai lên nhanh theo triều cường rằm tháng 8 âm lịch và ở mức cao. Đến sáng 29 tháng 9, mực nước đỉnh triều cường cao nhất đo được tại trạm Nhà Bè, sông Đồng Điền đạt sấp xỉ báo động 3. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai tiếp tục lên trong 2-3 ngày tới, sau xuống lại. Đỉnh triều cường này có khả năng xuất hiện vào ngày mai 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, tức 16-18 âm lịch. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 giờ đến 6 giờ và 17 giờ đến 19 giờ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,
Trong tháng 10, giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động tăng cường trên Biển Đông. Vì vậy, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện một hoặc hai cơn bão, áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Rạng sáng 30 tháng 9, áp thấp nhiệt đới hoạt động ngoài khơi của Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế Konu. Đây là cơn bão thứ 14 trong mùa mưa bão năm nay trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Dự báo trong ngày 30 tháng 9 đến 1 tháng 10, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo của các đài khí tượng trên thế giới còn có sự phân tán, tuy nhiên bão Konu được nhận định là cơn bão mạnh, cường độ cao nhất có thể đạt cấp 12 đến 14. Khả năng cao bão Konu sẽ di chuyển vào khu vực Bắc Biển Đông trong tuần tới, trở thành cơn bão số 4 trên Biển Đông năm nay. Cơ quan khí tượng Hồng Kông và Nhật Bản cùng nhận định áp thấp nhiệt đới sẽ nhanh chóng mạnh thành bão trong ngày 30 tháng 9. Khi tiến sâu vào vùng biển Philippines, bão tiếp tục mạnh lên nhanh chóng và có thể đạt sức gió mạnh nhất 140 km/h, tương đương cấp 13, giật cấp 15. Dù vậy, hai cơ quan trên chưa đưa ra nhận định bão có thể tiến vào Biển Đông. Do dự báo còn xa, nên các diễn biến có thể thay đổi liên tục. Chuyên gia cho biết trong tháng 10, không khí lạnh bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Giai đoạn tới, thời tiết miền Bắc cũng dịu mát hơn, ít nguy cơ xảy ra nắng nóng. Tuy nhiên, nền nhiệt trên cả nước vẫn cao hơn 0,5 đến 1 độ C so với cùng thời kỳ nhiều năm. Đồng thời, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh trong thời gian tới có thể gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến hoạt động trên các vùng biển, hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của ngư dân. Về thời tiết trên đất liền, cơ quan khí tượng cho biết, ngày 30 tháng 9, mưa dông chấm dứt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong tháng 10, 2023, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông khoảng từ 1 đến 2 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Đặc biệt, không khí lạnh trong tháng 10, 2023 sẽ bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện tượng mưa dông, lốc và sét có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc. Trong tháng 10, 2023, bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Mưa lớn kéo dài khiến khắp ngã đường Hà Nội xảy ra tình trạng ngập úng tại một số khu vực, các phương tiện kẹt cứng, chịu cảnh chôn chân dưới mưa hàng giờ đồng hồ. Ghi nhận tại nhiều tuyến đường trên Hà Nội, khu vực Nguyễn Trãi mưa lớn khiến nước lên láng, ngập sâu, khiến giao thông ở đây gần như bị tê liệt hoàn toàn. Thậm chí, mưa lớn ngập qua bánh xe khiến các phương tiện giao thông hỏng máy, người tham gia giao thông phải dắt bộ dưới mưa. Còn khu vực đường Nguyễn Tuân, mưa lớn mênh mông biến cả đoạn đường thành một con sông. Cảm tưởng người dân phải dùng xuồng, ghe để có thể di chuyển. Ô tô di chuyển qua các cung đường trên như lao trong biển nước. Các nhà mặt phố bị nước đột tràn vào nhà. Nhiều người phải tìm chỗ tránh ngập trên vỉa hè. Lòng đường biến thành biển nước. Vỉa hè trở thành khu vực để các phương tiện tìm lối thoát. Thậm chí nhiều đoạn đường trên khu vực Hà Nội ngập đến nửa mét, khiến người tham gia giao thông vất vả trên đường đến chỗ làm. Mặc dù áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền Việt Nam không ảnh hưởng trực tiếp tới thủ đô Hà Nội, tuy nhiên vẫn gián tiếp gây mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua. Cụ thể, khu vực Hà Nội hiện vẫn đang tiếp diễn tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội kẹt cứng ngay từ sáng sớm. Người tham gia giao thông chật vật di chuyển tới nơi làm việc khi mưa lớn, khiến các phương tiện giao thông chôn chân dưới mưa hàng giờ đồng hồ. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn vẫn tiếp tục tiếp diễn tại khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 60-80mm, có nơi trên 100mm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!